Mình vừa bàn bên bên của Hoàng với Tân, nghe thông tin các bạn nói về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước là hai cái vô cùng trầm trọng, và cái thứ ba nữa là liên quan đến vấn đề sức khỏe tinh thần, cũng là một cái là mình nghĩ khá là thú vị, phải đi sâu vào phân tích trong những cái lần tiếp theo để xem có thông tin nào không. Về Hà Nội là chính, có một cái là show cho mọi người trước thôi, sau đó là sẽ để cho bên phòng của Nam, anh Tuân và Yên nói. Thì đây là cái phần mềm quản lý, cái mình vừa chỉ cho đấy, cái AQR nhìn là có lỗi chán không. Thì cái mà trang cổng cổng thông tin của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường của Bộ Môi trường này của Việt Nam. Thì đây là cái mình click cái đồng hồ đấy, AQI là chỉ số ô nhiễm không khí. Chung là những cái ô nhiễm nước và ô nhiễm đất thì mình khó thể theo dõi, nhưng mà ô nhiễm không khí thì mình thể theo dõi được dễ dàng hơn thông qua những trạm trung tâm quan trắc của chính phủ. Để thấy là đã có từng cái thời điểm mà chúng ta bị xuống cái mức độ không khí vô cùng ô nhiễm mà phải lên báo là Hà Nội là ô nhiễm nhất thế giới, nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong một khoảng khắc, trong một vài ngày nhất định, chứ không phải là ngày hôm nay. Thông tin cập nhật ngày hôm nay ở đây là các một số trung tâm này, có hai trung tâm ở Hà Nội. Thì đấy, không khí Hà Nội thì về cơ bản là 82, số số 0 đến 50 là đẹp rồi, là màu xanh lá cây, là màu xanh, là màu đẹp rồi, là không khí tốt. Về cơ bản hiện tại là chất lượng trung bình hoặc là trung bình thấp đấy, gần lên đến cái ngưỡng kém, là ngưỡng màu cam là kém rồi. Thì ở Nguyễn Văn Cừ đo trạm quan trắc là 556 Nguyễn Văn Cừ, thì đây kinh độ vĩ độ, đây có độ ẩm, có nhiệt độ. Đây, hiện tại là 28 độ C. Chất lượng không khí chấp nhận được, nhưng mà những đối với những nhóm người nhạy cảm như là vulnerable population, là những cái nhóm mà mình vừa nói đấy, những người già, người trẻ em, người mắc bệnh hô hấp tim mạch thì sẽ gặp phải những tác động nhất định. Thì cái trạm quan trắc này thì nó đưa cái thông tin như là trong ngày, cái này là đưa thông tin hiện tại này, 22 giờ là thông tin lúc 10 giờ đêm. Rồi thông tin cụ thể hơn ở đây. Từng thông số, có một số thông số đây nhìn khá là xấu. Xem thông số này. Q38H này. Thông tin nó khá là xấu, con số ngày 23 tháng 5, nghĩa là tuần trước, ngày này tuần trước. Thì cái tỷ lệ cái chất này nó nằm trong không khí nó khá là cao. Còn nó gây rất là nguy hiểm, cái số cái hóa chất này 038H này nó có vẻ nó rất là nguy hiểm ở Hà Nội, nhất là cái điểm này này. Đều đều nằm ở cái ngưỡng đỏ hoặc tím hoặc cam. Là rất là nguy hại đối với chúng ta. Còn cái PM10, PM25 này thì các thông số này thì thấy cũng phải tương đối, nồng độ khí CO tương đối, SO2 thì về cơ bản là cũng ổn định. SO2 mình nhớ trong cái biểu đồ nó chính là cái một phần ảnh hưởng gây ra gọi là mưa axit ấy. Thế sao mình hay nhìn thấy cái đấy. Đây là cái sơ đồ nói chung. Thì về cơ bản là chúng ta Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, còn ở dưới dưới này cũng đều là ở mức độ trung bình. Một số nơi vẫn xanh. Ở đây chúng ta thấy có một hai quan trắc ở đây. Ta thấy thông tin chúng ta thiếu rất nhiều, nên thế để mà gọi là nhận định để chúng ta sống không khí nó chất lượng nó như thế nào thì rất là khó. Và phải nhìn tùy nơi. Nhà chúng ta chỉ có vài chục trạm, chứ không có nhiều trạm quan trắc đâu. Và thấy những cái nơi không khí trong lành, Gia Lai trong lành, miền Nam thấy khá là trong lành. Còn Hà Nội và miền Bắc có vẻ không khí khá là nguy hiểm. Mọi người nhớ theo dõi cụ thể hơn để ý xem là cái vấn đề của mình hiện tại là như thế nào. Thì đấy là cái nói chung về một cái thông tin về vấn đề về ô nhiễm không khí thôi. Nó là cái dễ đo lường nhất, tại vì mình có trạm quan trắc, mình công nghệ của mình, khoa học của mình nó phát triển thì dễ đo được. Còn cái mà Tuấn quan trọng nói đến thì cái đấy là ô nhiễm nguồn nước. Kể về câu chuyện của gia đình DuPont làm cái chảo chống dính ấy, thì khoảng 50-70 năm trước thì làm ô nhiễm luôn cả hết luôn cả cái nguồn nước sạch của dòng sông lớn của nước Mỹ, Mississippi. Và cái nó ngấm có năm 50 năm, 70 năm, nó ngấm sâu xuống mạch nước ngầm. Và về cơ bản hiện tại toàn bộ hệ thống nước ngầm của Mỹ là có chất C8, là một chất hóa học, nó cao hơn 90 đến 150% so với mức độ cho phép, nghĩa là về cơ bản là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Và tất cả những cái nước bạn uống ở nước Mỹ này về cơ bản là có nồng độ đấy quá cao. Các nhà khoa học đã chỉ ra được 50 đến 70 năm trước rồi, các nhà khoa học đã có báo cáo là mức nồng độ cái chất đấy nó quá cao rồi. Và mình phải ngăn, mình phải dừng hoạt động này lại ngay lập tức, làm cái chảo chống dính ấy. Và cách của gia đình các cái tập đoàn kinh tế lớn là gì, là bịt miệng, là mua báo chí, là vận động hành lang
để bịt miệng các nhà khoa học, cái báo cáo đấy không bao giờ được công bố, và khi công bố ra thì tất cả mọi chuyện đã rồi, DuPont xin lỗi, đền đền cho mỗi người một ít tiền, sau đó đổi tên công ty và vẫn sản xuất cái chảo đấy, và cái hợp chất nó là hợp chất mới, nhưng chắc là bình mới nhưng mà rượu cũ. Nên về cơ bản tại sao Mỹ bây giờ bán cả một cái sự hệ thống gọi là nền công kinh tế gọi là bán nước đóng chai ấy, nó phát triển như vậy, tại vì người ta biết là uống nước tap water, nghĩa là cái nước mà từ vòi ra nó quá độc. Bạn đi châu Âu, bạn ở Thụy Sĩ, bạn cái nước Hà Lan là sạch, bạn có thể uống nước thẳng từ vòi. Ở Mỹ thì không, bạn uống nước thẳng từ vòi, nghĩa là bạn uống nước độc, bạn uống thuốc độc của người, rõ ràng. Vậy nên thế bây giờ tất cả nuôi trồng, tại sao Mỹ nó phải nhập rất nhiều như vậy, nó cũng là một phần người ta hay ăn đồ nhập, hay ăn đồ wild catch, nghĩa là đồ bắt tự nhiên ấy, tự nhiên ấy. Tại vì những cái đồ đấy nó sạch, tại vì đồ nuôi trồng ở trên cái đất Mỹ này bây giờ nuôi trồng công nghiệp nó quá độc rồi, ít nhất là về mặt nước mà mình biết là nước chứ nó độc. Đất và đất nuôi trồng land and soil, rồi không khí chẳng hạn, không khí thì cũng không quá độc đâu, không khí thì về về vùng xa xôi, những cái nơi xa đô thị nó cũng không quá độc, và người ta cũng ít ra đường, người 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 Mỹ thì hầu hết trong nhà, trong văn phòng, trong ô tô thì chúng ta ít ra đường, và chúng ta có các giải pháp lọc khí quy mô nhỏ thì còn đỡ. Nhưng mà để mà vấn đề về nước thì thôi là chịu, chỉ có đi uống nước Fiji với cả mấy cái nước đóng chai từ suối này suối kia, cũng chả biết thật hay là giả, và bán giá gấp 5 gấp 10 lần. Đó, đấy là cách tư bản kiếm tiền các bạn, và họ tạo ra vấn đề, sau đó họ bán giải pháp họ bán 2 chiều đó. Nên thế bạn cân nhắc về vấn đề ô nhiễm môi trường thì người Mỹ về các bạn là kém, và đang phải chịu hậu quả đó. Thì đấy là tình trạng của mình, cá nhân mình là như vậy, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, và không biết làm thế nào để giải quyết, kể cả bây giờ có chạy lên núi hay chạy lên đồi chui xuống hầm thì mình vẫn phải dùng nước, mà nước thì nó lại tuần hoàn, nước ngầm rồi nó chạy ra biển rồi lại bốc hơi rồi lại mưa xuống, mà gặp ra cái hợp chất phóng xạ với các hợp chất, ba cái hợp chất mà nó quá nhỏ đi mà nó không thể lọc được, không có tự nhiên, thì mình uống vào là mình thôi là mình cũng xong luôn, không biết chạy kiểu gì. Lương thực thì mình có thể nuôi trồng trong trong thí nghiệm, thứ chắc nước bây giờ chắc phải chuyển sang uống nước trong phòng thí nghiệm, nước cắt thì may ra mới sạch được, chứ còn uống cái kiểu nước mà lọc lọc với cái túi lọc với cục lọc công nghiệp có khi nó cũng không thể giải quyết được vấn đề, thì đấy là trầm trọng. Thì đấy, thì phòng mình thì bàn về cái đấy. Xin mời Tân, đó, mời Hoàng chia sẻ câu chuyện của mình, và mình nghe phòng bên kia nói gì. Mời Tân. Vừa nãy thì em với anh Tuấn với Hoàng thì câu chuyện của em thì chia sẻ về ô nhiễm không khí. Em cũng có chia sẻ là em có cảm nhận cái ô nhiễm không khí nó tác động đến bản thân mình về sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thì về mặt thể chất thì em cũng có một cái khoảng thời gian cũng sống ở châu Âu từ năm 2015 đến năm 2021. Thì đến giờ thì cũng đã là 2 năm khi mà mình về nước rồi, nhưng mà cơ thể mình thì physically nó vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với cái không khí hiện tại ở Hà Nội. Mặc dù là khi mà mình về lúc đấy là trong cái thời đại dịch Covid, là mọi người không ra ngoài và các hoạt động sản xuất nó đình trệ, thì cái không khí lúc đấy nó còn tốt hơn cả bây giờ. Đấy. Thì cái tình trạng đấy thì em cũng có tham khảo thêm một số anh em khác từng có thời gian ở ở những cái nước ta cứ tạm coi là có cái chất lượng không khí tốt hơn. Thì các anh cũng nói là từ khi về thì cũng gặp những cái tình trạng ví dụ như ho chẳng hạn. Trước đấy chưa bao giờ bị, nhưng mà từ khi về là bị, và nó cứ ho như thế kể cả khi mà về nước rất là nhiều năm rồi. Cái tình trạng thì nó vẫn không 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 thể recover lại được. Đấy là về mặt thể chất. Về mặt tinh thần là cái đợt mà em về đấy thì đây chia sẻ câu chuyện nó cũng hơi cá nhân một chút thôi, là cái đợt Covid đấy thì đúng là vào cái mùa hè thì cũng chỉ ở trong nhà thôi. Mình rất là muốn đi ra ngoài để thể dục hoặc là làm những cái vận động về thể chất ấy. Nhưng mà gần như là tại vì mình có thể cảm nhận được cái mức độ bụi ở trong không khí, nghĩa là lúc đấy cái cơ thể của em nó nhạy cảm đến mức như vậy, nên là mình mặc dù rất muốn không thể ra ngoài được, mình cũng giải thích với mọi người như vậy, nhưng mọi người thì sẽ đánh giá là có thể mình đang overreact, mình đang làm mọi thứ quá lên và nó không không đến mức như thế, nhưng mà thực sự là đối với mình thì nó là như vậy. Thì em cảm thấy là rất là tương đối là bế tắc, mình muốn đi ra ngoài nhưng mà cũng
không không biết đi đâu. Một cái nơi nó đủ trong lành thì nhiều khi nó lại hơi xa quá. Đấy. Ví dụ như là muốn đi chạy hạn thì cách duy nhất là lấy xe và kiểu đi đến cái chỗ đấy thì đôi khi nó cũng hơi mất công, mới mất hơi mất nhiều thời gian đấy. Nên là mình cũng bị ngại. Thì đấy đấy là cái vấn đề này, tâm lý mà em gặp phải. Em xin nhường lời lại cho Hoàng. Quan điểm của em về các vấn đề mà em quan tâm ở Việt Nam hiện tại thì cũng giống như là em đồng tình với lại anh Tuấn và anh Tân, đó là em cũng quan tâm nhất về hai vấn đề là ô nhiễm nguồn nguồn nước và ô nhiễm không khí. Thì đối với vấn đề ô nhiễm không khí thì em cũng có trải nghiệm gọi là khá tương đồng với lại anh Tân, là em có một từ nhỏ đến lớn em sống ở vùng quê, một vùng quê trong miền Nam, sau đó thì em chuyển ra Hà Nội sống. Và ngay cái thời điểm em chuyển ra Hà Nội, em đã cảm thấy là không khí Hà Nội nó có gì đó, một cái gì đó rất là khác biệt so với cái vùng quê em sống, về cái nó làm con người ta cảm thấy bức bối, người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thoát ra được cái môi trường này. Và ở cái vùng quê em sống thì may mắn là có rất nhiều cây xanh, trồng nhiều cái loại cây cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, và nhà em thì lại ở xa khu đô thị, vì vậy thì cái không khí nó vừa đảm bảo về mặt mà vừa khá là yên tĩnh, và cái chất lượng không khí cũng khá tốt, do cái em nghĩ là do cái những xung quanh mình, sau do việc mà xung quanh nhà mình có nhiều cây xanh như vậy thì nó cũng cũng hỗ trợ một phần nào. Đến khi ra Hà Nội thì như em vừa nói thì không khí nó khác biệt, và nếu mà được lựa chọn giữa việc sống ở quê hoặc là sống ở Hà Nội vì chất lượng không khí, dựa trên cơ sở là chất lượng không khí, thì em vẫn sẽ chọn sống ở quê. Và vấn đề thứ hai em quan tâm nữa là vấn đề về ô nhiễm nguồn nước. Như em có biết được thì ở Việt Nam những cái bệnh là bệnh ung thư thì có những cái tỷ lệ người mắc những cái vấn đề về ung thư dạ dày này, ung thư gan này, hoặc là những cái vấn đề, những cái cơ quan nội tạng mà trực tiếp tiếp xúc với lại đồ ăn thức uống mà mình hấp thụ hàng ngày, thì là tỷ lệ đó nó cao hơn những cái loại ung thư khác, chứng tỏ một điều rằng là nguồn nước mình đang sử dụng có vấn đề, những thứ đồ ăn mình đang sử dụng có vấn đề, và những thứ đồ ăn đó được nuôi trồng, được đánh bắt từ từ những nguồn nước có vấn đề như vậy. Và quan điểm của em thì em lo lắng hơn một chút về cái vấn đề ô nhiễm nguồn nước so với lại ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm nguồn nước là một vấn đề đáng quan ngại hơn đối với em. Nó nằm trên một mặt, nhưng không phải là ô nhiễm không khí không quá không phải là ô nhiễm không khí là vấn đề không phải quan tâm, nó chỉ là thấp hơn so với lại ô nhiễm nguồn nước một chút thôi. Đó là mối quan tâm của em ạ. Ok, cảm ơn Hoàng. Chắc là tại vì dự đoán là ô nhiễm không khí thì mình trốn trong nhà thôi, mình mua máy lọc khí với cả đeo khẩu trang thì còn được, còn ô nhiễm nguồn nước thì không biết chạy kiểu gì. Ok, và xin mời phòng bên kia, mời Nam đi. Nam sau đó Nam mời những thành viên còn lại. Để mình xem thời gian mình còn bao nhiêu thì mình bàn thêm. Nãy Nam cũng có bàn với mọi người rồi, là nhóm của Nam là sẽ chung một cái vấn đề thôi, là vấn đề ô nhiễm thông tin. Thì là đại diện sẽ là Yến nói, tuy nhiên là Nam cũng gọi là chỉ là mở đầu để cho mọi người có cái mood thôi. Bởi vì hôm nọ thì mình có một cái chuyến đi lên Ba Trại với cả ông anh chơi thân trên Ba Vì, và sự kiện là gì, anh ấy muốn khoe mình cái hồ rất đẹp của anh ấy. Đấy. Thế nhưng mà lúc ra đến nơi thì cá chết, mùi kinh khủng khiếp, đen xì. Anh ấy có một cái ruộng bậc thang, nhưng hiện nay cái ruộng bậc thang đang bị ngập và nó màu đen xì. Và nó thối, nó như sông Tô Lịch các bạn. Thế thì anh ấy kiểu hốt hoảng luôn. Thế thì hóa ra là chính là ông em họ nhà gần đấy nuôi chuồng lợn thì rất là đáng yêu, xả hết toàn bộ cái bể phốt đi ra cái khu vực gọi là ruộng bậc thang lúa vừa mới gặt xong, rất đẹp. Thế là mọi người tưởng tượng nên nó là cảnh tượng rất đẹp, bởi vì mình nhìn thấy là nó có các tầng tầng lớp lớp, thì sau đấy là màu xanh vàng rồi vàng nhạt rồi màu xanh đậm đấy. Tuy nhiên thì cái phần nền của nó là một cái màu nước đen. Thì mình đã định nói về cái chuyện đấy, nhưng mà xong rồi mình nghĩ ra là kiểu thật ra bây giờ cái ô nhiễm thông tin là cái đáng sợ, bởi vì kiểu bây giờ mình không có nhiều thời gian trong một ngày, mình muốn tận hưởng cái đẹp, nhưng mà đôi khi có những cái thông tin trên mạng nó bất thình lình xuất hiện và nó khiến cho mình bị chệch hướng. Nãy đùa đùa bảo là bây giờ lên Facebook thỉnh thoảng lại thấy mấy cái mông cái đít, thế là tự dưng cái khả năng tập trung của mình lại mất đi. Mình là đàn ông, mình có một cái phần bản năng thì đôi khi mình nhìn thấy hình đấy, nó chỉ là mình đang trong mặt suy nghĩ, nhưng nhìn thấy hình đấy tự dưng mình cảm thấy tụt kiểu mất tập trung. Thì mình cho rằng là hôm nay thì nhóm của mình sẽ nói về ô nhiễm thông tin là một cái vấn đề mà tất cả mọi người đều đang gặp phải, nhưng mà muốn một bạn trẻ, một bạn Gen Z nói về cái vấn đề ô nhiễm thông tin này.
Sau đây xin mời Yến để thay mặt cho cả hai anh nói ra về công trình nghiên cứu của tôi. Vâng, em đại diện người thấy nhất nhóm trình bày về thảo luận của nhóm ạ. Thì như vừa nghe qua thì ô nhiễm thông tin thì có thể là nó mình phân tích ra thì mình mới thấy nó thật sự ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của mình. Thì thông tin có thể hiểu như dạng content. Thời đại bây giờ thì mình không thể nào mà không sử dụng mạng xã hội như là Facebook, YouTube hay là TikTok. Và đặc biệt là những cái trang hiện nay thì đều có những cái dạng video ngắn, TikTok thì từ 30 đến 30 giây đến 1 phút, hay là Facebook thì có Facebook Reel, hay là YouTube thì giờ họ cũng đã có những cái video video ngắn. Thì tại sao nó lại dễ lan truyền và lan tỏa như vậy? Đó là vì video ngắn thì thường là nó bao gồm được rất là nhiều nội dung trong một thời gian ngắn, thì mình có thể dễ làm dụng. Thì cả khi ngồi xe buýt, khi mà chờ xe, hay là đi ngay khi đi vệ sinh, hoặc mọi người cũng có thể xem. Đấy là một cái cách mà để nó dễ lan truyền. Nhưng mà nói thì content dù cũng có content sạch hay là ngược lại sạch thì gọi là như internet bọn em gọi là content bẩn nhé. Thì sạch hay bẩn mà tích cực hay là tiêu cực thì do là người dùng tiếp cận nó. Thường thì nhận diện những content không được sạch trên mạng xã hội thì thường là mang những cái nội dung ví dụ như là phản cảm, bạo lực. Bạo lực thì không chỉ là bạo lực về hành động mà còn bạo lực về ngôn từ, ví dụ như là xâm hại danh dự hay là nhân phẩm người khác, hay là những content mang tính lừa lọc, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của mọi người. Những cái hệ lụy mà nó đem lại ví dụ như là về tinh thần, những người xem của anh Nam Nam nói ạ, thì những cái content vô tình đó là mình mất tập trung, hay là những cái người họ đang tâm trạng không được vui mà họ xem cái content đấy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái suy nghĩ ngay thời điểm đấy của họ. Và khi mà mình bị tiêu cực thì nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến phần sức khỏe, cũng như là có rất là nhiều vấn đề như kiểu nó có thể lan truyền có là tự tử hay là tự làm xâm hại đến sức khỏe bản thân thì cũng có. Và biện pháp để có thể ngăn chặn content bẩn là thứ nhất là hiện tại thì những cái trang mạng luôn luôn có những cái nút gọi là báo cáo, thì mình có thể xem và chọn lọc báo cáo những cái nội dung mà vi phạm hay là cảm thấy không phù hợp với mọi người. Thứ hai là mình đặc biệt là mình sẽ không quan tâm và tương tác, vì con người chúng ta thì em nghĩ là ai cũng sẽ rất là quan tâm đến những cái vấn đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề tiêu cực gọi là drama ấy ạ. Nhưng mà chúng ta hạn chế những cái đấy, vì khi mà chúng ta chỉ cần dừng lại xem một cái video ngắn đấy thôi thì nó cũng thể đẩy tương tác, hay là chúng ta vô tình ấn nút thả tim hay là ở lại comment thì nó cũng là một cách lan tỏa và truyền thông cho cái video đó. Và thứ ba thì tất nhiên là mỗi chúng ta đều phải có những cái tự cho mình những cái nhận thức và của bản thân đầu tiên, thì từ đấy mới có thể lan tỏa cho mọi người và đặc biệt là những thế hệ trẻ. Tại vì thường là những cái bạn content bẩn họ hướng đến những thế hệ trẻ đầu tiên, tại vì bây giờ họ những cái bạn trẻ thì thường suy nghĩ họ còn chưa được chín chắn, hay là họ thấy là những content đấy nó dễ nổi tiếng và dễ có thể kiếm tiền, thì họ sẽ là thành mới trào lưu xu hướng hiện nay. Đó thì đấy là những cái mà em tóm tắt trong cuộc thảo luận, và không biết là anh Tuân và anh Nam có bổ sung gì thêm cho em không ạ? Mời anh Tuân thay mặt cho hai ông bố nói về gọi là quan điểm lo ngại của những ông bố về content con gái mình đang xem trên mạng. Về cơ bản thì anh cũng cũng đồng tình với cái ý kiến của Yến. Thì Yến thì là một thế hệ Z nên là các cái quan điểm rất là mở. Thì về cái xã hội hiện đại thì không thể nào mà không có các cái công nghệ, các cái ứng dụng giải trí được. Thế còn về phía anh ấy, thì là anh thì anh chỉ có lo ngại một cái, đó là những cái ảnh hưởng tới tâm sinh lý của những đứa trẻ. Thế thì bây giờ thì là khi mà ở xã hội Việt Nam này thì những đứa trẻ ở thành phố ấy, thì là khi mà bố mẹ đi làm về thì rất là mệt, thứ hai là không không có thời gian để chơi với con, tức là thời gian chơi với con rất ít, thì thường là sẽ cho chúng nó mượn điện thoại để chơi trong khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng gì đấy. Thì tại vì cái nhu cầu này thì mình cũng không thể cấm trẻ con là không không được sử dụng điện thoại được, tại vì là chúng nó ở thành phố thì cũng không có cái nhiều cái trò chơi như ở quê, đâm ra là khi đi học về là chỉ có ở nhà. Thế, nếu mà ở nhà riêng thì cũng chỉ ở nhà chứ không đi đi đâu được, nên mà là cũng sẽ gắn bó cái điện thoại đa phần là nhiều. Thế thì khi xem những cái này thì thường thì bố mẹ cũng không thể nào ngồi cạnh để mà quản lý con là xem cái này xem kia được, thì chúng nó sẽ thích xem gì thì nó vuốt vuốt vuốt. Thế thì có những cái thì nó cũng ích lợi nhưng mà cũng có cái hại, thì là cái
những cái mà của những cái xấu ấy, thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới, tại vì nó là trực tiếp là về hình ảnh mà, hình ảnh âm thanh thì nó cũng quyến rũ hội trẻ con rất nhiều. Thế là thì cái này nó cũng là cái mặt trái của cái mạng xã hội. Thế thì mình cũng chỉ là lo ngại cái phần đấy thôi. Thế thì như hội trẻ con nhà mình ấy thì có hai đứa, một trai một gái, thì cái đứa nhỏ ấy thì nó có thích ca hát nhảy múa thì nó hay xem vào những cái phần đấy. Nhưng mà ông anh thì lại là con trai thì lại thích xem những cái mà nó mang tính hơi có bạo lực một chút. Đấy thì cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới về lâu về dài. Đấy thì cái đó là cái mình nhìn nhận thấy và cái lo ngại của những ông bố bà mẹ có trẻ nhỏ.